sau khi ăn đó thôi thầy chờ mình tâm sự đúng không? Bây giờ thầy thử trước coi thầy có bị Covid hay không. Ăn cái này sẵn này không, món này của thầy mà chịu ăn là nghiền luôn. Lộn xò me đây, lộn xò me đấy. Tụi con chưa ăn được một hai lần ha, món giao khóa không còn dịp để quay về ăn đâu, nhiều đứa muốn về ăn lắm không được đâu. Để thầy thử trước ha, coi nó cay hay không cay. Nhưng mà nói rõ ràng nha, cái này thầy mua bằng tiền, thầy trả tiền, ở nhậu thầy trả tiền với học sinh của con đi học nghề, tụi con không có tiền đâu trả. Cho nên này là cũng rõ ràng nè, ăn không được, đừng ăn. Đó là thầy ăn không được. Còn nếu mà ăn rồi đó là phải nuốt, nhả là 50. Không có, cứ nhả 50 con. Thầy mua quán mắc lắm, coi ăn được nó, nhưng mà ăn. Nồng lên cái này sặc lắm, thầy quen mấy lần sặc. Không cay, có nhìn là biết ra rồi thầy ơi, cay ngon lắm. Thầy năm chục ăn được không? Được, khoảng mấy lần nhả là 50 nha. Nó lên một cái lên rồi lắm, ăn kêu được gì nó ngon không con? Thấy con tạp nhiều lắm. Ngon mà các con nhớ thử rồi hả? Con này có 50 cái nhiêu đúng không? Lên 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 lên. To dữ vậy. Thằng cũng to mà nhỏ. Bây giờ trộn. Cố gắng bớt đi. Thử đi nha. Thử không? Một phát là tỉnh luôn á. Nhỏ nó ngủ nó thèm chắc chết luôn. À cái này chắc mai con đi xả lũ rồi. Xả lũ rồi. Ăn ở ngọt. 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 Ăn được tâm chín đúng không? Không? Ăn mà nhả 50 á. Mấy ngày nhiều học trò ghét lắm. Mày nói là Vũ thì nó cũng vậy hà. Nó cũng đã thắng rồi. Vũ gì Vũ cũng bỏ học. Giá trời cho nhả đi. Thở ra. Thở ra liền. Thở ra. Sen cầm cho nhỏ con. Kệ cầm máy cho nhỏ lên nhỏ nó ăn. Đẩy này nụ má này thầu luôn. Đó, ra nước mắt luôn rồi. Không ăn quen rồi. Ăn không cảm xúc luôn rồi. Đó rồi, cái gì cũng hay rồi. Mù tạt đây vẫn dở hơn mù tạt ở nhà á. Không có nồng mà nó hơi nhẹ á. Tạt nó xanh kìa. Cái loại mà thầy mua ở nhà kìa. Mù tạt mà nhả nhiều lắm. Hà hỏa, hà hỏa. Còn cái gì hà hỏa? Con có yếu sinh lý không? Dạ không. Sao mình ăn đi cho nó mạnh. Vô chúc mừng rồi má, các bạn vượt qua sự thử thách đúng không? Ăn nữa là chưa đến ba lại nữa. Còn con biển ở đầu hành nè, với con cuối nè. Đây cho nhỏ nè. Này nó rồi xin anh đi. Xin ngon.
mang mình lên cái bài đó lại để cho nên nó đủ hết là mình tiếp tục cái bài học ở dưới để mình làm cho người khác, có nghĩa là các bạn giữ học tiếp cho đủ hết cái bài luôn, phải là như ba là chúng đây là ngân đó, như chúng đây là các bạn sẽ có nhiều cái bài khác kinh nghiệm mà phụ thầy mà bài cũ làm tiếp mà, đúng không? Làm sao cái đầu của mình cầm máy nó không máy chút xíu, bỏ máy tâm lý mình nó cũng bị cái gì đó mình sẽ làm được, mình bị ức chế thì ngồi là nó tự hại lúc lên, lúc mà kêu mà các bạn đi học thì nó rõ ràng đúng không, thầy sai cái gì thì góp ý cho thầy, ví dụ như sợ thầy nhắn tin cho thầy có số điện thoại mà đúng không, các bạn ngồi nó đi thôi. Người suốt không? Thấy ông thầy lụ ở trên thu dễ quá trường lụ, tôi học thấy ông lụ má chịu chứ dưới đầu ha, phải không?